Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My kính chào giáo sư Nguyễn ạ. Vâng, thưa chào cô. Dạ vâng, quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp hỏi đáp về du học Mỹ. Thì trong lúc chương trình thực hiện, chúng tôi nhận câu hỏi của quý vị và các bạn thắc mắc liên quan tới giáo dục Hoa Kỳ và du học Mỹ. Quý vị và các bạn có thắc mắc bất cứ những câu hỏi nào, những thông tin nào liên quan, xin vui lòng gửi ngay vào phần bình luận. Dù có liên quan đến chủ đề hay không liên quan tới chủ đề, chúng tôi vẫn trả lời trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Và chương trình ngày hôm nay mình có chủ đề giới thiệu một ngành học mới, đó là ngành học hóa sinh, một trong những ngành học rất là được quan tâm cũng như là phổ biến trong thời đại ngày nay, với rất nhiều du học sinh từ Việt Nam sang Mỹ theo đuổi ngành học này. Nói về ngành hóa sinh, thưa giáo sư, nó là một khái niệm rất là rộng. Vì thì xin giáo sư giới thiệu cho quý khán thính giả cũng như các bạn sinh viên ở Việt Nam được hiểu rõ ngành học hóa sinh ở Mỹ là học về những cái gì, đào tạo như thế nào? Xin giáo sư cho biết chi tiết. Vâng, trước tiên tôi cũng có lời chào đến các bạn và cảm ơn các bạn đã chú tâm về chương trình du học này, và cảm ơn cô Trà My đã đưa lên một đề tài rất là thú vị và rất là cần thiết cho các sinh viên Việt Nam. Theo chúng tôi biết thì cái ngành hóa sinh rất là thịnh hành ở Mỹ hiện tại, tại vì tất cả những cái công ty và hợp đồng lớn ở trên thế giới giống như Dow Chemical với là những cái hãng lớn đều nằm ở nước Mỹ, và nhiều người không hiểu rõ cái sự khác biệt giữa hóa sinh, có nghĩa là biochemistry, và hóa học là cái ngành chính, có nghĩa là chemistry là một ngành khoa học tự nhiên. Thì mình có thể mình đi rõ ràng vào chi tiết sau đó, nhưng mà cái ngành hóa sinh là một cái ngành chuyên, có nghĩa là ngành phụ trong cái ngành lớn của ngành hóa học. Ngành hóa học là một cái nhánh của khoa học tự nhiên, của science, và là cái ngành này nó nghiên cứu về tất cả những cái thành phần cấu trúc chính tính chất và sự thay đổi của vật chất. Nhưng mà biochemistry thì họ chú trọng vào những cái sinh vật mà có thể sống và hoạt động như chúng ta đã thấy. Mình có thể nói sâu hơn, nhưng mà nói qua là nếu mà các bạn muốn học về cái ngành này thì nó có rất là nhiều cơ hội trong tương lai để mà làm việc ở Mỹ. Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy thì đi về cái ngành hóa học như thế đó thì chắc chắn là mình sẽ vào những cái ngành như ngành y, ngành dược, hay là đi vào những cái chuyên ngành cụ thể như thế nào từ ngành hóa sinh, thưa giáo sư? Vâng, hóa học là một cái ngành chính và trong cái khoa học tự nhiên, và nếu mà các bạn muốn đi vào học về hóa sinh, hay là nhiều người có thể gọi là sinh hóa, biochemistry, thì nó chú trọng vào những cái sinh vật trong cái ngành ngành hóa học. Thì câu hỏi đầu tiên là học cái ngành hóa sinh thì có những cái mục đích như thế nào. Cái mục đích của ngành hóa sinh có nghĩa rằng là các bạn có thể dùng cái ngành hóa sinh này học 4 năm cử nhân để chuẩn bị đi vào ngành dược, hay là ngành về ngành thuốc, hay là về ngành về ngành nha. Có nghĩa là bên này muốn đi vào những cái ngành thuốc, cả medical đó, gọi là ngành medical school đó, hay là đi vào ngành nha, hay là ngành dược, có nghĩa là pharmaceutical, thì các bạn sẽ thi những cái bài thi giống như MCAT cho ngành dược, cho ngành ngành thuốc. Thì đây là một cái cơ hội các bạn có thể thu thập được những cái kinh nghiệm để mà thi chuẩn bị để vào trường trường thuốc. Đó là một cái cách đi cho những người họ muốn đi học những cái ngành khác trong tương lai. Có nhiều người họ muốn học về ngành này để mà họ đi vào cái nghiên cứu trong cái ngành hóa sinh, thì sau đó 4 năm sẽ học thêm thạc sĩ và có thể học tới tiến sĩ PhD về biochemistry luôn. Thì sau đó thì các bạn có thể ra làm nghiên cứu trong những cái hãng lớn, giống như chúng tôi vừa mới nói là Dow Chemical,
plant hay là những cái company mà nó có những cái hãng mà nó như có những cái ngành nghiên cứu về ngành biochemistry, hay là đi vào nghiên cứu và giảng dạy trong những đại học ở Hoa Kỳ. Đó là hai hai cách đi, một cách là coi như là để chuẩn bị mình vào những cái trường khác, trường thuốc và trường 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 dược, hay là trường nha, hay là tiếp tục học tiếp cho đến ra tiến sĩ để mà nghiên cứu và giảng dạy. Thưa giáo sư, nhưng mà nếu như đi về con đường mà học cái ngành này để vào trường nha hoặc trường thuốc như giáo sư nói đó, thì nó có khác biệt gì không so với việc mình vào thẳng ngành nha, hoặc là vào thẳng ngành dược, hoặc vào thẳng ngành y? Bên này không có cái chương trình nào mà vào thẳng ngành nha, ngành dược và ngành y hết, tại vì thường thường là những cái chương trình đó là sau sau khi chương trình 4 năm ở đại học. Có nghĩa là một điều kiện mà được vào những cái trường nha, trường dược và trường y thì các bạn phải có tối thiểu phải có 4 năm cử nhân. Thì 4 năm cử nhân đó các bạn có thể học bất cứ cái ngành nào mà nó chuẩn bị cho mình để mình thi những cái bài thi để vào những đó. Thì không có vào thẳng được. Nếu mà các bạn muốn vào thẳng thì người ta khuyên bạn nên học một cái cử nhân. Thì ngành hóa sinh là một trong những cái chương trình cử nhân có thể chuẩn bị cho bạn vào những cái trường kể trên. Giống như trong quá khứ chúng ta đã nói về bio medical engineering, về 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 kỹ sư đó, thì nó cũng chuẩn bị cho các bạn thi vào những cái chương trình kể trên. Không có những cái chương trình nào vào thẳng những cái chương trình, những cái trường thuốc, trường dược và trường y. Cảm ơn giáo sư. Ngay lúc này thì Trà My có nhận được một vài câu hỏi, tuy không liên quan tới chương trình nhưng mà xin trả lời cho các bạn luôn, để mà các bạn có nhiều thời gian để đặt tiếp những câu hỏi liên hệ hoặc là chi tiết hơn. Bạn Lan Phương hỏi thăm giáo sư là muốn học về physics và astrophysics nên đăng ký vào trường nào, có cơ hội làm việc ở Mỹ hay không? Cái câu hỏi này là kỳ vừa rồi mà chúng ta không có thời giờ để trả lời được. Physics là vật lý. Thì mục đích của chương trình này là chúng ta không chú trọng về để mà ủng hộ một cái trường đại học nào trên nước Mỹ hết. Bởi thế tôi cũng nói sơ qua rằng là cái chương trình vật lý và astrophysics là chương trình vật lý về không gian vũ trụ. Thì nó rất là thịnh hành ở Mỹ, và tất cả các trường lớn đại học nào ở nước Mỹ cũng có cái chương trình này. Thì bạn nên lên Google để kiếm ra những cái trường nào, tất cả những trường nổi tiếng ở Mỹ đều có chương trình này hết. Và cái cơ hội để mà làm việc ở Hoa Kỳ thì về cái ngành này rất là nhiều. Họ cần về, nhất là astrophysics, về chương trình không gian thì người ta cần rất là nhiều. Ngoài ra thì tôi không hiểu, thì là các bạn có cần thêm thì cho chúng tôi biết. Dạ, Phong Huỳnh hỏi thăm giáo sư ở Mỹ này có trường nào đào tạo thạc sĩ xây dựng tốt với chi phí vừa phải hay không? Xây dựng có nghĩa là tôi nghĩ là về civil engineering, không phải không cô ạ? Dạ. Thì chúng tôi đã nói là ở Mỹ thì có rất là nhiều trường đại học có cái ngành này. Các bạn nên Google về civil engineering, và nếu mà muốn tiết kiệm về về học phí thì các bạn nên học 2 năm đầu ở một trường cao đẳng cộng đồng, những community college, thì khi sau đó transfer vào những cái trường đại học thì nó rẻ hơn. Và ngoài ra thì những trường đại học công, public university của bên Mỹ thì nó rẻ hơn những cái trường đại học tư, giống như trường đại học chúng tôi. Nhưng mà nó cũng có cái lợi cái hại, có những cái khi mà mình chọn những cái trường, thì cái đó là cái câu hỏi rất là tổng quát. Nếu các bạn muốn thì nên hỏi chi tiết hơn. Dạ, bạn hỏi tiếp là muốn đi qua đây ở cùng bang với một người bạn, có khó khăn xin visa hay không? Trong cái chuyện đó là không có dính líu về vấn đề được chấp nhận visa. Theo chúng ta đã nói trong những cái chương trình trong quá khứ, thì cái sự thành công khi mà xin visa là nó lệ thuộc vào những cái yếu tố khác, những yếu tố về cái sự nghiêm túc của mình khi mình muốn đi học ở Hoa Kỳ, cái mục đích của mình đi học ở Mỹ như thế nào, và vấn đề tài chánh, vấn đề khả năng. Còn vấn đề mà đi qua để ở chung với một người bạn ở trong một tiểu bang thì nó không có liên quan gì đến những cái yếu tố để được thành công trong khi mà làm visa hết. Dạ, Hồ Ngọc Huyền hỏi thăm là học sinh cấp 3 có đi du học được không, và nếu có thì học được trường nào ở Mỹ?
Cấp 3 thì theo tôi biết là giống như chương trình trung học ở bên này là gần xong để mà chuẩn bị đi vào đại học. Thì trong quá khứ chúng ta có một cái chương trình nói về những cơ hội để du học cấp 3. Thì cấp 3 có lẽ lớp 11, lớp 12 thì tôi khuyên rằng là phải đợi đến lớp 11, lớp 12 thì nên đi. Thì lúc đó các con em của các bạn trưởng thành hơn. Có rất là nhiều những cái trường trung học ở Hoa Kỳ. Họ có những chương trình giao kết với lại Việt Nam, với những cái trường ở Việt Nam để đưa các học sinh qua học năm lớp 11, lớp 12. Theo tôi biết, như chúng ta đã nói trong quá khứ, nếu mà muốn học những trường công trung học ở Mỹ thì các bạn chỉ học được một năm mà thôi. Mà nếu các bạn có mục đích muốn ở lại sau khi học xong trung học ở Mỹ mà để tiếp tục lên đại học thì các bạn nên học một năm trường công và chuyển qua những cái năm cuối cùng một trường tư. Thì trường tư thì nó các bạn phải trả tiền học phí, nhưng mà người ta không có gia hạn những cái năm, những cái thời giờ mình học ở đó. Tùy theo cái mục đích của bạn, bạn có muốn qua học trở về lại Việt Nam hay là muốn qua học để ở lại đi học tiếp luôn, thì cái đó là nó tùy theo cái mục đích của bạn. Vâng, thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo của ông Tạ, có con gái vừa tốt nghiệp đại học khoa báo chí ở Việt Nam, ra trường chưa có xin việc làm, nhưng mà muốn qua Mỹ thì qua đó có dễ hay không? Nếu sang được thì thủ tục thế nào? Đó là câu hỏi của ông Tạ. Câu hỏi này rất là tổng quát và tất cả những cái yếu tố cho cái câu hỏi này mình đã bàn về trong quá khứ. Thì khi con gái của ông đã được ra trường chương trình cử nhân về báo chí là journalism, giống như tôi hiểu như bên này, thì có những cái cơ hội cháu sẽ qua đây đi học chương trình thạc sĩ của những cái chương trình trường đại học bên này. Thì những cơ hội rất là nhiều. Cái điểm quan trọng nhất là cháu muốn học tiếp trong cái ngành về báo chí hay không, hay là chuyển qua một ngành khác. Nếu muốn học về báo chí thì có những chương trình thạc sĩ rất là nhiều ở Hoa Kỳ để các bạn để cháu của ông qua đây học được. Huy Vũ hỏi thăm giáo sư học lực như thế nào thì mới được đi du học Mỹ. Ở Việt Nam có những cái dạng xếp hạng học lực từ trung bình, khá cho tới giỏi. Thì học lực như thế nào thì mới được chấp nhận đi du học Mỹ, thưa giáo sư? Câu hỏi này cũng rất là tổng quát, tại vì cái đối tượng của trường của các bạn muốn đi học thì nó quyết định cái sự học của bạn ở Việt Nam. Nếu các bạn lấy những cái trường rất là cao, rất là lớn, rất là giỏi ở Hoa Kỳ thì cái điểm của bạn là rất là cần thiết, phải rất là cao, đứng đầu trong những cái trường trung học ở Việt Nam thì mới được đi. Mà nếu các bạn chỉ chọn những cái trường rất là thường, giống như là những cái trường 4 năm cao đẳng cộng đồng, thì những cái điều kiện về cái điểm không có khắt khe như những trường đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Thì nói tóm lại là tùy theo cái mục đích của bạn là học ngành gì, muốn ở đâu và bắt đầu như thế nào. Theo tôi thấy thì cái câu hỏi này là các bạn lo lắng về cái điểm thấp. Cái điểm thấp không phải rằng là mình không có đi học được ở Hoa Kỳ. Điểm thấp thì trước khi mình qua muốn được nhận vào một trường ở Hoa Kỳ thì các bạn nên chọn những cái trường cao đẳng cộng đồng, và cái đòi hỏi của họ không có cao quá. Khi qua đây học xong 2 năm ở cao đẳng cộng đồng thì các bạn dùng cái điểm đó đi vào những cái trường lớn hơn. Đó là cái cách mà tôi khuyên bạn nên chú ý đến. Ngoài học lực thì cái vấn đề ngôn ngữ cũng quan trọng lắm, tức là phải khả năng tiếng Anh đủ để học cái cấp cao đẳng và đại học ở Mỹ nữa. Cái Cho đó nên là là giống như nhau hết. Nếu các bạn học bất cứ trường nào ở Mỹ thì cái điều kiện cần đi du học là phải thi xong cái bằng TOEFL, về cái chương trình TOEFL hay là IELTS, và điểm TOEFL là 80 điểm và IELTS là tối thiểu là 6.5. Thì cái đó là bất cứ trường nào các bạn muốn đi học ở Mỹ thì cũng phải trải qua cái đó. Còn nếu mà chú trọng về sức học ở trong trường ở cấp 3 thì tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái đối tượng ở bên này muốn đi học ở trường nào. Dạ vâng. Giáo sư, câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn, bạn quan tâm tới ngành ô tô, bạn xin hỏi là học ngành ô tô ở Mỹ thì học trường nào tốt? Theo tôi biết là chữ auto auto có nghĩa dịch ra mechanics, thì có những trường không cần phải vào những trường đại học ở Hoa Kỳ.
có thể học những trường nghề, ngành nghề, hay là những cái đại học cao đẳng cộng đồng 4 năm, 2 năm, họ có những chương trình chú trọng về ngành ô tô này, thì các bạn nên Google để mà kiếm ra những cái chương trình này. Dạ, Dustin Vũ muốn hỏi về ngành điện ảnh và nghệ thuật ở Mỹ, muốn tìm hiểu thông tin về hai ngành này. Thì cái thứ nhất là tất cả những đại học lớn ở nước Mỹ có cái ngành này, thì các bạn nên đi vào Google để kiếm những cái trường đại học nào mà các bạn muốn đi học. Theo tôi biết là cái ngành điện ảnh về về kỹ thuật về điện ảnh và về cái những cái ngành liên hệ đến đó thì rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ. Thì khi mà nói về điện ảnh thì nước Mỹ là đứng đầu về Hollywood, thì tôi nghĩ rằng là có những cái chương trình họ huấn luyện cho các sinh viên họ ra để phục vụ trong ngành này. Và tùy theo các bạn muốn đi ra làm actor, có nghĩa là những người Diễn đóng viên. phim, Vâng. thì nó lại khác, hay là ra để làm về những cái ngành kỹ thuật. Câu hỏi này rất là tổng quát, các bạn nên hỏi rõ ràng hơn một chút. Dạ. Và bạn cũng thắc mắc là cái cơ hội việc làm ở những ngành mỹ thuật và ngành điện ảnh nghệ thuật ở Mỹ, cơ hội việc làm có cao không? Không có cao bằng những ngành khác, tại vì cái những ngành này nó đòi hỏi nhiều người họ muốn vào ngành này, nhưng mà cái ngành điện ảnh chỉ có một phần mà thôi. Thì nếu nói cho đúng, học những cái ngành về về STEM, có nghĩa về khoa học, về khoa học kỹ thuật, hay là những cái ngành liên hệ đến về ngành kỹ sư, thì cái công việc làm nó dễ dàng hơn. Vào những cái chương trình của Hollywood hay là về những chương trình điện ảnh thì nó hơi khó khăn hơn, nhưng mà không hẳn là không có thể được. Các bạn ráng thì nó có thể vào được, nhưng mà nếu nói thật thì nó khó khăn hơn những cái ngành khác. Dạ, vừa rồi thì giáo sư cũng trả lời luôn cho bạn Khuê Khang, bạn thắc mắc học ngành nghề gì ở Mỹ dễ xin việc làm, thì giáo sư có nói là những cái ngành liên quan tới khoa học STEM, dạ, khoa học kỹ thuật. Dạ vâng, thưa giáo sư Thành Trung hỏi thăm, hiện bây giờ bạn có bằng tại chức ở Việt Nam thì có thể học thạc sĩ ở Mỹ được hay không? Tại chức là sao, tôi không hiểu. Dạ, tức là không phải là bằng chính quy, đào tạo chính quy, mà lại vừa đi học vừa đi làm, và cái bằng tại chức đó là họ đào tạo ngoài giờ, sau giờ làm việc đó, thưa giáo sư. Nhưng mà nếu cái bằng đó được công nhận, một cái đại học mà được công nhận ở Mỹ thì mới được. Còn nếu mà cái bằng đó chỉ được qua cái cơ quan giống như một cái hãng nào đó chấp nhận thì không phải là cái bằng được chấp nhận. Thì mình phải hiểu rõ ràng hơn trước khi trả lời câu hỏi này. Dạ, Joe Đặng xin hỏi, năm nay bạn 25 tuổi, có thể sang học hoặc sang làm việc ở Mỹ được không? Cái thứ nhất là vấn đề đi du học không có giới hạn về tuổi. Nếu các bạn càng lớn tuổi thì nó có thể khó khăn hơn, tại vì người ta phải đặt cái câu hỏi. Nhưng mà không phải tại vì cái tuổi của bạn mà người ta không cho bạn đi. Thí dụ bây giờ nếu mà mình lúc 60-70 tuổi mà muốn đi du học thì họ phải đặt cái câu hỏi rằng là đến cái tuổi này mà tại sao đi muốn du học, có thể là mục đích qua để định cư lại ở Hoa Kỳ hay không. Nhưng mà 25 tuổi thì cái chuyện đó là thường thôi, không phải lo lắng gì hết. Cái chuyện quan trọng hơn là những cái yếu tố để các bạn được được chấp nhận đi du học là điểm Anh văn, giống như cô Trà My vừa mới nói, phải trải qua chương trình Anh văn, vấn đề tài chánh. Chứ cái vấn đề mà tuổi thì nó không có quan trọng lắm. Dạ, thưa giáo sư, câu hỏi thông tin vừa rồi thì cũng trả lời luôn cho bạn Hồ Hoàng Bảo, bạn 21 tuổi cũng thắc mắc là tuổi này thì còn đi du học được hay không? Dạ. Được, như tôi nói là không có cái giới hạn. Dạ vâng. Bây giờ câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Tấn Công là bạn muốn đi du học Mỹ, thích theo ngành chính trị và quản lý nhà nước, không biết có thể xin học bổng được không? Học bổng thì tùy theo cái nhu cầu. Theo tôi biết rằng là cái ngành này cũng rất là thịnh hành ở Mỹ về chính trị và phục vụ cộng đồng. Thì các bạn muốn, trước tiên là mình phải muốn đi học trường nào, giống như tôi đã nói trong quá khứ là vấn đề chính là mình muốn ở vùng nào, tại vì những cái khí hậu của Hoa Kỳ nó khác nhau, miền Đông khác miền Tây, và miền ở miền Trung nó khác những cái vùng khác. Thì các bạn nên chú tâm vào cái khí hậu trước, và khi đã quyết định vào một trường đại học nào rồi thì các bạn nên vào coi rõ hơn những chương trình này. Theo tôi biết tất cả những cái đại học lớn ở Hoa Kỳ đều có những chương trình này hết. Dạ. Lê Như Ý hỏi thăm là người chị đang ở Mỹ thì có rước người em ruột qua Mỹ du học được hay không?
Cái thứ nhất, cái vấn đề có người hiện tại ở Mỹ nó không có dính líu đến những cái điều kiện để mà các bạn được đi hay không. Nhưng chúng tôi đã nói trong quá khứ tất cả những cái sự kiện là các bạn có người thân ở Hoa Kỳ, bạn có người thân Hoa Kỳ phải nói rõ ràng cho người ta biết, không có giấu giếm. Nhưng mà theo tôi biết, nếu mà có người thân bên này, nó không có ảnh hưởng đến cái vấn đề được đi du học hay không. Dạ vâng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ, tức là những câu hỏi, những thắc mắc liên quan tới giáo dục, liên quan tới việc đi học ở Mỹ thì sẽ được giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn trả lời ngay trong chương trình trực tiếp hôm nay. Đây không phải là chương trình hỏi đáp di trú. Hỏi đáp di trú thì vào thứ tư hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm. Cho nên những câu hỏi về di trú xin các bạn đón xem và thắc mắc đặt câu hỏi vào thứ tư tuần này nhé, từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ với chương trình hỏi đáp di trú. Lúc này thì chúng ta đang xoay quanh vấn đề là du học. Xin dành thời gian để mà trả lời những câu hỏi liên quan. Bạn Nguyễn Hữu Thắng xin hỏi giáo sư, ngành ứng dụng hạt nhân ở Mỹ có nhu cầu có cao không? Ứng dụng hạt nhân diễn ra là như thế nào? Có nghĩa là cô có biết không ạ? Trà My thì không rành về những cái ngành khoa học tự nhiên lắm. Nếu mà bạn có những cái thông tin cụ thể hơn đó, các bạn có thể đặt thêm cho giáo sư để dễ hiểu nhé. Nghĩa là về atomic, hạt nhân có nghĩa là atomic, ứng dụng là về apply atomics. Thì tôi đoán là như vậy thôi, Nuclear. có thể giống giống như vậy. Đây thì đấy, cái ngành này trong một cái ngành khoa học tự nhiên và nó chú trọng về những cái cơ cấu, về về thành phần cấu trúc của tính chất của những cái vật chất. Thì tôi nghĩ rằng là khi học, chúng ta đã nói cái ngành nào nó liên quan đến khoa học tự nhiên thì nó rất là quan trọng ở Mỹ. Thì Tuấn hiểu là cái câu hỏi như thế nào, nó có nhiều cơ hội hay không. Cô nhắc lại cái câu hỏi như thế nào. Xin cho Trà My một giây thôi, tại vì Trà My phải lần lại câu hỏi, tại vì cứ mỗi một giây đó có câu hỏi mới thì những câu hỏi cũ lại Vâng, xin bị lỗi. nhảy lên trên cao. Và cái phần ứng dụng hạt nhân, bạn muốn hỏi thăm là cái ngành này ở Mỹ đó cái nhu cầu có cao không? Vâng, thì chúng tôi đã nói là ngành nào có liên quan đến khoa học tự nhiên là cái nhu cầu rất là cao và có những cái cơ hội để các bạn định cư lại ở Mỹ sau khi ra trường. Dạ. Thúy Nguyễn hỏi thăm là bạn đã học cao đẳng ở Việt Nam rồi, có đi du học ở Mỹ được không? Được, tất cả những cái theo chúng tôi đã nói là có những chương trình đi du học ở Mỹ từ cấp 3 cho đến cử nhân và thạc sĩ và tiến sĩ. Thì bất cứ khi nào các bạn ra bất cứ cái bằng nào thì cũng có cơ hội đi du học ở Mỹ hết. Dạ. Thưa câu hỏi tiếp theo là ở Mỹ nên học ngành gì cho rẻ và được việc làm tốt? Cái chuyện nó hơi khó khăn một chút, tại vì cái vấn đề mà học cho rẻ là tùy theo cái trường mình chọn. Theo tôi khuyên thì nên các bạn nên hỏi câu bạn nên hỏi câu là cái ngành nào mình thích thú, tại vì khi mình ra làm việc mà cái ngành mình chú tâm để mà được rẻ và rẻ tiền trong khi đi học thì cái chuyện đó là không nên. Tôi khuyên rằng là các bạn nên chú trọng vào, bạn nên chú trọng vào cái ngành nào mà mình yêu thích và muốn đi học, tại vì khi ra trường rồi thì các bạn phải làm trong cái ngành này rất là lâu. Thì câu hỏi nên nên trở lại rằng là cái ngành nào mình muốn học và lúc đó thì mình sẽ kiếm những cái chương trình nào nó rẻ nhất, có nhiều học bổng. Tôi nói thì qua đây học cao đẳng cộng đồng rồi xong chuyển qua những trường đại học là cái cách mà hữu hiệu nhất Dạ. để đỡ tốn tiền. Tìm kiếm một ngành học phù hợp với khả năng của mình, cái đó cũng rất là quan trọng. Nếu Đã những quá. cái ngành rẻ nhưng mà các bạn không có cái khả năng theo cái học ngành đó, mình chuyên về khoa học xã hội mà mình thấy cái ngành rẻ, ví dụ như là khoa học tự nhiên đi, thì cũng rất là khó theo đuổi. Thì nó phải Vâng. phù hợp với cái khả năng của mình, với cái ý thích của mình nữa ha. Cô Dạ vâng, nói. câu hỏi tiếp theo. Các trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ này thì học những cái trường này có được học chuyên ngành hay không? Hay là họ chỉ đào tạo chung chung để là bước đệm đi lên đại học thôi? Theo tôi biết thì có hai cách đi vào học cao đẳng cộng đồng. Nếu bạn muốn vào cao đẳng cộng đồng để lấy ra một cái bằng để đi làm thì cái chương trình huấn luyện đào tạo của họ nó khác hẳn qua cái, đối với một cái chương trình mà để mà học 2 năm để chuyển đi cái trường khác. Thì khi vào trường một cái trường cao đẳng cộng đồng, các bạn sẽ làm một cái lựa chọn rằng là mình học ra bằng 2 năm associate degree của cái trường
cao đẳng cộng đồng này ra đi làm hay là chuẩn bị để đi vào những cái trường đại học khác. Và theo tôi biết, những trường cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ họ có những cái thiết lập những cái giao kèo, những agreement với lại những cái trường đại học ở trên nước Mỹ. Thì lúc đó các bạn có thể chọn, nếu các bạn muốn đi học 2 năm để chọn qua một cái trường đại học nào khác. Cái thứ nhất là các bạn phải nói cho người ta biết là các bạn đi vào cái chương trình để mà chuyển qua cái trường khác. Và cái thứ nhì, tùy theo cái đại học nào các bạn muốn đi học trong tương lai thì các bạn phải đúng theo cái đường hướng đó, tại vì mỗi cái đại học ở Hoa Kỳ có những cái điều kiện khác nhau. Thưa giáo sư, tiếp tục câu hỏi liên quan tới cao đẳng cộng đồng đó, thì bạn này cũng thắc mắc luôn là cao đẳng cộng đồng ở Mỹ có đào tạo ngành điện ảnh hay không? Theo tôi biết thì tôi không có hiểu rõ, bởi thế không có trả lời được. Nhưng mà tôi biết rằng là về về cái ngành mà các bạn bạn vừa mới nói về điện ảnh đó, thì tôi nghĩ thường thường ở cái cấp cử nhân là 4 năm, Cấp tại cử vì nhân nó 4 cần năm. cần nhiều. Thế những trường cao đẳng cộng đồng thường thường chỉ có 2 năm mà thôi. Thì theo tôi biết chương trình về điện ảnh rất là khó khăn, tại vì mình phải qua 4 năm để mới có những cái kinh nghiệm, và nó cần những cái kỹ năng về về nói và về viết. Tùy theo trong tương lai bạn muốn học, muốn đi làm vào những người viết những cái bài cho những điện ảnh, cho những cái bộ phim, hay đi làm ra làm tài tử, thì cái đó là tôi nghĩ rằng là những trường cao đẳng cộng đồng họ không có mà thôi. Nhiều trường họ chỉ có, nhưng mà có thể nó không có quan trọng lắm để mà khi ra để đi kiếm được việc làm. Thì nếu các bạn muốn học về điện ảnh thì tôi nghĩ rằng là nên học tối thiểu là 4 năm ở một trường đại học. Phan Thị Ngọc Yến muốn đi du học ngành dược ở Mỹ có khó hay không, thưa giáo sư? Trong quá khứ chúng ta đã nói về chương trình pharmacy là ngành dược rồi, thì cái đương nhiên là cái chương trình nào cũng có cái khó cái dễ, tùy theo cái khả năng của bạn. Nếu các bạn có điểm tốt và điểm ăn văn tốt và có đủ các điều kiện thì đi học được. Không có thể nói rằng là cái chương trình dược nó khó hơn chương trình khác. Thì cái câu trả lời của tôi rằng là chương trình nào cũng dễ được hết nếu các bạn có đủ điều kiện. Và bạn Hoàng Nguyễn muốn đi du học ở Mỹ, xin visa thẳng có được hay không? Visa thẳng là như thế nào ạ? Câu hỏi này Trà My cũng không hiểu ý của bạn như thế nào. Tại vì Mình khi cũng mà hôm bạn muốn qua đi rằng du là học nếu đó thì muốn bạn du liên học ở lạc với Mỹ trường, các trường bạn cho cái xin, giấy I-20 thì có vâng cái giấy vâng đó. là mình phải cần cái visa F1, mà F1 nó cần cái I-20, cái form I-20 của một cái đại học. Thì nếu xin thẳng thì xin thẳng người ta phải hỏi là về cái visa loại nào. Visa F1 thì người ta bắt buộc là phải đi qua một cái trường đại học. Thì muốn trả lời câu hỏi này là xin visa thẳng mà không có nói cái mục đích để đi du học thì tôi nghĩ là không được. Kha Trần, em đang học bên Úc, hiện tại là năm thứ hai đại học, muốn sang Mỹ tiếp tục. Sẽ khó khăn gì không khi em chuyển từ Úc sang Mỹ? Không có khó khăn gì hết, tại vì nước Mỹ họ nhận bất cứ các sinh viên ở bất cứ các nước nào trên thế giới, nếu mà những cái chương trình đại học đó được công nhận. Thì tùy theo cái trường nào em còn đang học ở Úc, trường đó nếu mà được công nhận ở Mỹ thì em cũng có thể nộp đơn xin chuyển qua một cái chương trình đại học ở Mỹ. Tại vì nếu em ở Âu, ở Úc thì nó không khác gì là em ở nước Pháp hay ở Việt Nam, tại vì nước Mỹ họ không có phân biệt những cái trường, những cái nước nào mà các em còn đang ở. Câu hỏi của Mỹ Ngọc là có một người em trai đã đi phỏng vấn du học rớt 2 lần rồi, vậy thì bao giờ nên phỏng vấn lại? Vấn đề về visa được thành công hay không chúng ta đã nói trong quá khứ, thì tôi cũng nhắc lại như vậy là khi mà đi phỏng vấn mà đã rớt 2 lần thì người ta không có gia hạn, không có giới hạn rằng là bao nhiêu lần thì được và cái thời gian mình trở lại như thế nào. Cái điểm quan trọng nhất là bạn nên hỏi mình rằng là tại sao cái mục đích, cái nguyên nhân mà tại sao mình bị rớt 2 lần. Trước khi giải tỏa được cái vấn đề này thì tôi khuyên bạn không có nên trở lại trong cái buổi phỏng vấn. Tại vì khi mà đã rớt 2 lần thì có một cái nguyên nhân nào đó,
mà nếu các bạn không biết, các bạn trở lại thì cũng sẽ rớt nữa. Thường thì muốn thành công trong cái buổi visa để mà nạp đơn đi visa, là cái thứ nhất là cái vấn đề nghiêm túc khi đi du học. Các bạn thấy rõ ràng là cho người ta biết rằng là mình có mục đích đi du học ở Mỹ để trở về lại Việt Nam. Nếu mà người ta thấy có những cái yếu tố nào cho rằng biết rằng rằng là các bạn muốn đi du học ở Hoa Kỳ để ở lại, là cái chuyện đó là cái thứ nhất là không được rồi. Cái thứ nhì là vấn đề chứng minh tài chánh, nếu mà không có đủ, bố mẹ không có đủ thì không được. Và cái thứ ba rằng là cái Anh ngữ nó có tốt hay không. Thì các bạn cái đầu tiên trước khi trở lại nên tự xét mình là tại sao mình bị rớt 2 lần, và phải bổ túc cái điểm yếu, những nhược nhược điểm đó trước khi mình trở lại. Câu hỏi của Thành Trung là bạn biết là cái trường mà bạn đang theo học ở Việt Nam đó được công nhận ở Mỹ, vậy thì có được du học Mỹ hay không, và nếu được thì cần thêm điều kiện gì nữa? Nếu mà bạn đã ở một trường đại học được công nhận ở Mỹ thì cái chuyện đó rất là tốt, tại vì không những cái trường đã được công nhận, mà trường không được công nhận thì khi mình nạp họ cũng cho mình cái cơ hội để chứng minh. Tại vì thường ra thì họ coi không phải là những cái tên trường, mà coi những cái lớp học như thế nào, và người ta có thể phỏng vấn mình. Thì để trả lời câu hỏi này rất là đơn giản, rằng là nếu các bạn đã được một cái trường công nhận ở Mỹ rồi thì rất là tốt cho bạn, các bạn nên nạp để đi du học ở Mỹ. Nguyễn Thành Đỗ, trung bình trở thành y tá đối với nam giới phải học bao lâu, bao nhiêu năm? Vì bạn năm nay 30 tuổi rồi. Theo tôi biết, chương trình y tá là chương trình nursing ở Mỹ không có khác biệt cho nam giới hay là nữ giới. Mặc dù chương trình y tá là theo truyền thống thì chúng ta thấy là nữ giới học rất là nhiều, nhưng mà nếu mà nam giới thì tôi thấy rằng là có một số sinh viên ở các đại học ở Hoa Kỳ họ cũng là nam giới. Thì muốn học 4 năm, muốn học chương trình 4 năm thì các bạn học thì cũng giống như nữ giới mà thôi. Thì nam giới cũng có cái cơ hội hoàn thành cái chương trình cử nhân về y tá trong 4 năm. Và bạn năm nay là hình như là 30 tuổi. 30 tuổi, thì tôi nghĩ rằng là 4 năm, tại vì cái tuổi không có liên quan đến cái khả năng học hành của mình. Nếu các bạn chăm chăm học trong cái số tuổi 30, nó có thể khó khăn hơn là cái tuổi 18 khi bắt đầu đi học, nhưng mà không phải rằng là không có làm được. Thì 34 tuổi bạn sẽ ra trường mà thôi. Thưa giáo sư, ngành xã hội học ở Mỹ có điều kiện cao không? Đó là câu hỏi của Ngọc Duy. Là về social work, là ngành xã hội ở ở ở Mỹ thì nó rất là thịnh hành, và tôi nghĩ rằng là nếu các bạn có ý định về lại Việt Nam để phục vụ thì cái này là một trong những cái ngành rất là quan trọng cho Việt Nam. Thì cả câu trả lời là rất là thịnh hành ở Mỹ. Thạc sĩ học ở Mỹ đó thì có yêu cầu gì thì mới theo học được thạc sĩ, và trường cao đẳng cộng đồng có đào tạo thạc sĩ hay không? Trường cao đẳng cộng đồng thường thường tối đa chỉ có là 2 năm mà thôi, và hay là nhiều trường đại học chỉ cho cử nhân mà thôi. Những trường cao đẳng cộng đồng, community college, thì thường thường không có chương trình đào tạo thạc sĩ. Và cái câu hỏi rằng là muốn học chương trình thạc sĩ thì các bạn tối thiểu phải có một cái bằng cử nhân. Dustin Vũ, có cách nào để được giảm học phí ngoài cái chuyện học bổng không, giáo sư? Theo tôi biết thì chỉ có học bổng mà thôi, không có cái cách nào khác. Theo tôi biết, những cái sinh viên ở Mỹ họ có chương trình FAFSA, là các bạn có những cái chương trình mà của chính phủ họ giúp cho sinh viên quốc nội ở Mỹ, nhưng mà cho sinh viên ngoại quốc thì mình tùy theo cái điểm, và họ cho mình là merit scholarship và tùy theo cái điểm của mình thôi, không có liên hệ đến cái vấn đề tài chánh của gia đình. Vâng, Nguyễn Đức Thúy xin hỏi học phí 1 năm ở cao đẳng cộng đồng trung bình là bao nhiêu ạ? Tùy theo vùng, và theo tôi biết thì có thể là 1 năm cũng khoảng 12.000 đô la là nhiều nha. Còn 2 câu hỏi nữa, tuy là hết giờ rồi nhưng mà cũng xin trả lời nhanh thưa giáo sư. Muốn học bên ngành khoa học chính trị tại Mỹ phải cần những điều kiện gì? Học xong có thể làm và quay về Việt Nam làm được không? Theo tôi biết thì khoa học chính trị nó cũng cần về về nó gọi là political science, thì ở nước nào cũng cần hết.
Thì các bạn muốn đi học thạc sĩ đúng không? Thạc sĩ về ngành khoa học chính trị thì cái điểm cái điều kiện tối thiểu rằng là phải có cử nhân trong cái ngành liên quan đến cái khoa học chính trị. Việc hồng trần, tiêu chuẩn xét tuyển vào các trường MIT, Stanford, Princeton, ngành toán lý như thế nào ạ? Thì các bạn nên liên lạc thẳng với những trường đó. Theo tôi biết là MIT với Stanford là trong những cái trường giỏi nhất ở Hoa Kỳ, thì những điều kiện của họ rất là khắt khe hơn với những trường khác. Thì các bạn nên liên lạc thẳng những cái website họ cho biết như thế nào, là cái điểm trung bình như thế nào. Để biết được cụ thể đó thì các bạn nên tìm hiểu thông tin trực tiếp từ cái trường đó. À, nhưng mà dạ, tuy nhiên là những trường này là những trường rất là cao, đòi hỏi rất là cao. Dạ. Thì nếu mà các bạn có học lực tốt và dạ, khả năng xuất sắc thì không thành vấn đề. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết thêm hoặc là các bạn có thắc mắc gì hơn nữa thì xin vui lòng trở lại với chương trình tối thứ hai tuần tới nhé. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn nói về du học Mỹ. Tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn sẽ được giải đáp trực tiếp trong chương trình. À, thời gian hết rồi, à, xin hẹn giáo sư vào tuần tới và xin cảm ơn ông rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn cô rất nhiều và thân chào các bạn. Dạ, Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn tối thứ hai hàng tuần 10:30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Và đến đây, Trà My xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn.